Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này, em giới thiệu một âm ly đến từ Mỹ, Hackman Current, một trong những thương hiệu nổi tiếng đình đám của Mỹ. Sử dụng điện 220V và công suất 650W các bạn. Riêng cái âm ly của hãng Macaron này thì em phải công nhận là cái giải bass nó đánh cực kỳ phê cơ bạn. Riêng cái dòng Hackman Current này, cảm giác bass nó đánh sâu, nó mịn, nó phê lắm các bạn. Đấy. Đây là đang test nhạc acoustic có lời thôi. Đấy. Cũng không phải là anh. Riêng cái dòng Mỹ này thì các bác khỏi phải chê cái chất âm. Dòng này thì nó đánh loa cực kỳ vê các bạn. Đấy. Đây mình sẽ test thử cho các bác nhạc mạnh luôn. Bát check nào lướt đầy đủ các bác nhé. Đấy. Bát đánh ở rung kính luôn các bạn. Em chưa bao giờ test cơm ly nào mà nó cái loa bằng trống nha em, nó bát đánh rung nó nhảy kinh khủng thật các bác. Đây bát ở cái mức 2 giờ các bác nhá. Đấy mức 2 giờ chiều. Đây các bạn, mức 2 giờ sáng ấy, 2 giờ chiều vậy. Thì là chưa hết đâu các bác nhá. Bát nó đánh quả màng trống em nó rung kinh khủng rồi các bạn. Đấy. Quá khủng khiếp luôn cái giải bát của dòng này. Check thì nó cũng quá phê luôn các bạn. Check rất sáng luôn. Đấy. Đúng như những anh Mỹ trông rất to khỏe đấy các bạn. Và đặc biệt cái chất âm của những cái dòng loa lòng của âm ly Mỹ thì khỏi phải chê rồi. Mà cái giá thành thì ngang với giá rẻ với âm ly Nhật thôi các bạn. Đấy. Em bán giá 3.500.000 đồng đấy các bạn. 3.500.000 đồng thì âm ly này có mời các bác tham quan nội thất của âm ly. Máy móc nội thất thì cam kết nguyên zin. Nhìn quả IC nó dài khủng khiếp luôn các bạn. Dòng này nó sẽ đánh 2, 4, 6 sò than và một con sò phụ STK bên này. Đấy. Dòng nó rất gấu luôn của hãng Hackman Current. Thông số về điện áp thì 230V 650W. Nó sẽ đánh cả cầu loa chính 1 và 2. Và thêm loa phụ center và nó sau. Còn trở kháng ở đây nó đánh thấp nhất là loa 8 ohm coi nhé. Những cái loa 8 ohm là những cái dòng loa to ai các bác nhé. Dòng loa to đấy, loa 8 ohm đấy. 8 ohm trở lên. Hackman Current USA. California USA. Số CD 3955. Ở đây nó sẽ có hai cổng xúc điện luôn các bác nhé. Hai cổng xúc điện luôn. Ở đây sẽ có các bác có cả cầu chữ U này các bạn. Vừa làm breakout vừa có pin này thì các bác có thể kết nối với âm ly này, vừa làm nếu mà tháo ra thì làm rè hoặc để nguyên thì cắm thêm cầu các bác kết nối với equalizer ấy, thì kết nối qua cái đường này. Đấy. FM ở đây, FM thì bắt full đài tần số FM, FM 1.8 các bác nhé. Còn AM thì em test thì nó bắt sóng cỏ vác hơi kém các bạn, nó hơi kém. Không biết là do nhà em hay do như nào nhưng mà AM thì hơi kém, nhà em hơi kém. Còn FM thì tí em test căng đét luôn. Các cổng kết nối phono dành riêng cho đĩa than này. Áo X này, CD này, tab M1, tab B2 này. Các cổng này rất nhiều. Đấy. Cái điểm mà có cổng chữ U để các bác kết nối với hệ thống equalizer này. Đấy. Hackman Current USA của Mỹ. Đấy. Này là sản xuất trực tiếp tại Mỹ này. Đấy. 650W. Đa điện 220V rất tiện dùng luôn các bạn. Đấy. Con này là thương hiệu Mỹ nhưng mà nó xuất sang thị trường khác thì sao? Chứ Mỹ nó sử dụng điện 120V mà. Đấy. Âm ly Hackman Current có kích thước bề ngang 44cm.
chiều cao 15,5 cm, chiều sâu 40, giá 3.500.000 đồng và bao ship toàn quốc. AVR 2525 mã. Về đây là phím bật tắt nguồn. Chọn cầu loa 1 và cầu ở đây chỉ có 1 hoặc 2 thôi các bác nhé, 1 hoặc 2 thôi. Đấy, chế độ direct này, chế độ ngắt bát check đi. Đấy, các bác để ý chữ direct nó sáng này thì bát check nó không tác dụng đâu. Ở đây là các hiệu ứng về âm thanh. Đấy. Các bác chủ yếu nghe nhạc chính thì để chế độ off tắt hết đi, để nghe nhạc chế độ hai kênh thì chế độ hay nhất. Ở đây là phần bộ phận input, chọn chế độ đầu vào, AUX này, phono CD tuner này, tape 1 VCR VCR2 này, bass check này, ba năng này. Và đặc biệt cái nào nốt thì các bạn nào nốt cho cái rẻ bass thì nó cực kỳ phê luôn. Dòng này thì nó không kén loa, chẳng qua nó kén về cái trở kháng thôi các bạn nhé. Chứ còn những dòng loa 8 ohm thì nó đánh thì bạo lực luôn. Đấy. Bạo lực thì bạo lực nhưng mà cũng chỉ chơi với những cái dòng loa bass 27 đổ lại thôi các bạn. Bass 27 đổ lại thôi. Đấy. Ở đây về chọn tuner này. Ở đây thì bộ phận đây là bộ phận lưu kênh này. Đấy. Đây là tần số 100 này. Nhưng mà những năm gần đây người dân 1 2 7 này. Cà Mau và Bạc Liêu. Memory lưu kênh này. Ở đây là bộ phận chỉnh tần số FM AM này. Đấy. Mặt này mặt nhôm các bạn nhá, mặt nhôm. Hình thức còn là khá đẹp. Đấy, chọn cổng AUX này, chọn chế độ các cổng analog này các bạn. Bát cái chế độ này thôi các bạn nhá, đánh phê cực luôn. Em cũng phải là rất ấn tượng về cái âm dòng Harman Kardon. Thật ra đây là cũng là lần đầu tiên em test cái âm ly Harman Kardon của Mỹ. Nhưng mà thật sự phải nói đúng là thương hiệu các cái thương hiệu Mỹ, Anh rồi thương hiệu châu Âu ấy các bác ạ, nó hơn của Nhật cũng khá là nhiều. Tại vì sao? Những dòng loa hay những âm thương hiệu tóm lại là âm ly hay loa của các nước châu Âu thì bao giờ cũng đắt hơn của Nhật. Đấy là cái điều hiển nhiên rồi. Các bác chắc xem nhiều các bác cũng biết. Với mức giá 3.500.000 đồng em nghĩ nó rẻ ngang cỡ âm ly Nhật, nhưng mà thật sự chưa được đem lại thì vượt xa tầm tiền. Giá chỉ có 3.500.000 mà em bao ship toàn quốc cho các bác, để các bác đỡ phải lăn tăn rằng nó nghĩ cước vận chuyển nó cao quá như nào mà ngại không dám mua vì sợ cước cao. Cước có khi là sợ mua âm ly cước 300-400 nghìn thì nó rất là các bác sợ, nên ra là không dám mua. Như âm ly kiểu to vật như này sâu tận 40 cơ. Đấy, thì thời điểm này thì cố gắng em sẽ làm sao cân đối giá và tiền để làm sao hỗ trợ cho các bác, cả cái tiền ship cho các bác luôn. Giá 3.500.000 bao ship toàn quốc. Đấy, một công ty của Mỹ chất luôn, Harman Kardon, quá nổi tiếng rồi các bác nhé. Thương hiệu này thì thật sự quá nổi tiếng rồi. Có chất âm thì nó thật các bác là vượt xa cái tầm tiền giá 3.500.000 luôn. Đấy. Các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 225 55. Cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.